bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái sản phẩm đó là Mobileye, được gắn ở phía trước mình nè. Thì cái Mobileye này nó có cái tính năng là nó sẽ chụp hình cái biển báo lại, xong nó sẽ báo lên cái màn hình mình ở đây. Còn của Vietmap thì nó sử dụng dữ liệu offline, tức là nó sẽ nhập dữ liệu đó là đoạn đó là sẽ được chạy bao nhiêu thôi. Thì khi mà bằng qua tín hiệu GPS đó, thì mình tới điểm đó thì nó sẽ báo tốc độ cho mình. Thì hiện tại cái bản đồ Vietmap cho mình chạy lên đoạn này là đường dẫn cao tốc này là 90 m/h. Thì phía trước mình đang có cái bảng biển báo 50 nè. Hiện tại thì cái biển báo 50 này nó mới lắp thôi, tức là nó mới lắp ở ngay bùng binh đường dẫn vô cao tốc thôi. Thì Mobileye nó sẽ nhận diện biển báo đó, nó sẽ thông báo lên cho mình luôn, thấy không? Thì vừa tới là hiện 50, còn ở đây nó vẫn là 90 nha các bạn. Đó, thì nó sẽ nhận diện 50 cho mình. Còn ở đây trong bản đồ Vietmap thì nó chưa có update cập nhật, thành ra nó sẽ là 90 luôn. Tốc độ giới hạn 80 km/h. Mình gần va chạm với xe phía trước á. Mình gần va chạm với xe phía trước thì cái Mobileye nó sẽ thông báo cho mình. Đây nè, coi không? Đường dẫn cho 50. Thì trên bản đồ Vietmap nó vẫn là 90. Bây giờ sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Thật ra là nó cũng không có biển báo là bảng 60 luôn. Ở phía trước mình đang có một cái biển báo giao thông là hết cái tốc độ 50. Tốc độ 50 thì mình không biết được là cái Mobileye này nó có nhận biết được là hết tốc độ 50 hay không, hết bản cấp 50 hay không. Thì còn cái hiện tại là Vietmap đang nhận cho đang là 60. Các thấy nè, bây giờ mình sẽ qua cái biển báo hết tốc độ 50 này. Đó, thì cái Mobileye nó cho ngay là hết tốc độ 50. Bạn thấy nha, còn ở bên Vietmap thì nó vẫn đang là 60, tại vì dữ liệu nó chưa có thay đổi. Chứ là cái biển báo đó của con giao thông mới cấm thôi. Tốc độ và lái xe cần. Ngoài cái biển báo giao thông thì mình sẽ kiểm tra cái vấn đề mà là chạy lấn lên với lệch làn các bạn. Hiện tại mình đang ở trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Tốc độ cho phép tối đa là 100 km/h. Hiện tại thì mình sẽ chuẩn bị test cái nó có tính năng lệch làn là thế này, tức là khi mà mình chạy lệch làn á thì nó sẽ rung cái vô lăng lên kèm với tín hiệu, rung cái vô lăng, với lại mình có sắp dây thấy va chạm nó cũng vậy nữa. Bây giờ mình nhưng mà khi mà các bạn đá đèn thì nó sẽ không có thông báo như vậy nha. Bây giờ mình đá đèn nè thì cái vô lăng nó không có rung lên. Để mình sẽ qua cái đoạn này mình sẽ test cho bạn coi. Mình sắp tới biển giao thông. Cái biển này là nó gắm ở trên, nó không phải là gắm biển ở dưới, thành ra không biết cái Mobileye có nhận ra hay không. Đó, có nghĩa là cái biển Mobileye này nó nhận diện nha bạn, nó nhận diện không cần biết là nó giống như cái hình mặc định ký hiệu giao thông quốc tế vậy đó. Thì nó chỉ cần nó quay được thì nó sẽ cho ra thông tin lên màn hình nha các bạn. Nó có lắp vô trong cái vô lăng này, cái gì mình cũng biết nữa. Lúc mà mình đi coi, lúc mà lắp á thì thật ra mình cũng không biết là cách họ lắp như thế nào, nhưng mà khi mà mình lệch làn thì cái vô lăng này nó sẽ rung lên. Bây giờ mình giả sử mình chạy nhưng mà với tốc độ cao như các bạn, dù như hơn 50 km/h thì cái vô lăng nó mới rung, còn dưới 50 nó không có rung đâu. Bây giờ mình sẽ chuyển vô lên trong cho bạn coi nè. Đó, các bạn có nghe cái vô lăng nó rung lên không? Bây giờ mình sẽ chuyển ra là một lần nữa. Đó, các bạn nghe cái vô lăng nó rung lên á. Nhưng mà nếu mà mình đá đèn thì cái này nó sẽ không có rung nha các bạn. Mình đá đèn á thì nó sẽ không có rung. Thì mình cảm thấy cái này nó cũng rất là hay ở chỗ mà mình đá đèn thì nó không có rung mà, thấy không? Ví dụ như mà nói này nó cũng có hay ở cái chỗ là cho ví dụ như mình chạy mình sơ sức, mình ngủ gục á, hay là mình bất cẩn cái gì đó thì nó sẽ rung vô lăng lên. Mà mình thấy nó hay nhất là trong cái tình trạng ngủ gục thôi. Bây giờ thì mình sẽ test cái chế độ thêm của Mobileye á là da xảy ra tai nạn nha các bạn. Nó sẽ trong vòng bình quân là trong vòng khoảng như là còn 1-2 giây nó sẽ ra tai nạn á, thì nó sẽ kêu tít tít lên. Bây giờ mình giả sử mình chạy nhanh vô cái chiếc xe lịch phía trước. Đó, 0.6 nó sẽ cảnh báo cho bạn lần đầu nha các bạn, là khả năng xảy ra để nó vừa kêu để mình đạp mình trà thắng. Còn 0.4 là khả năng xảy ra tai nạn rất là cao, tức là 0.6 là còn 0.6 giây nữa là nếu mà chiếc xe phía trước nó thắng lại á là mình sẽ đụng nó. Còn 0.4 là mình quá gần nó rồi, quá gần xảy ra tai nạn thì nó sẽ kêu nhiều hơn. Đó, còn thấy không, 0.4 nó kêu tí 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 vậy á. Để cho mình gà thắng lại thì nó có hai chế độ cảnh báo là 0.6 cảnh báo lại bằng lần đầu, 0.4 cảnh báo lại bằng lần hai.
nhà cho trường hợp mà các bạn lơ là hay bạn cầm điện thoại gì đó, các bạn không có quên xử lý trong một giây lát á, mà chiếc xe sau chiếc phía trước nó giảm tốc độ là mình nó kêu liền, để cho mình lúc đó mình phải đà xử lý đạp thắng liền. Như bạn cũng thấy á, thì đối với cái mô Mobile Eye này á, thì như mình cũng vừa được trải nghiệm có một tuần thôi, thì mình cũng cảm thấy nó cũng rất là xứng đáng để mà các bạn xuống tiền nó. Tại sao? Thì đôi cái lúc mà tai nạn nó xảy ra chỉ một giây, một giây bất cẩn thì mình cầm điện thoại hay là mình lơ là gì đó thôi, thì nó có thể xảy ra tai nạn. Thì cái này nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình, hỗ trợ mình rất là. Hồi nãy mình nói chuyện với bạn mình là mình lơ là lắm, thì cái phía xe phía trước á nó thắng lợi mà nó chuyển là chuyển quẹo mà nó không xi nhan luôn. Là lúc đó thì cái mobile này nó rung lên, nó kêu tít 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 lên. Mình cũng giới thiệu cho bạn biết cái mobile này á, để cho tính năng của nó cho các bạn biết, để mà các bạn suy nghĩ có nên đáng xuống tiền như mình hay không. Thì cảm ơn các bạn theo dõi clip của mình. Nếu thấy hay thì nhớ bấm chia sẻ mình nha. Chào được các bạn.